Thưa quý vị, tiếp tục chuyến thăm và làm việc tại Hoa Kỳ vào chiều ngày 11 tháng 12 theo giờ địa phương, tức sáng nay 12 tháng 12 theo giờ Việt Nam, tại thung lũng Silicon, thành phố San Francisco, đoàn lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh do đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy dẫn đầu đã có buổi làm việc với tập đoàn Alliance Telesis và chứng kiến lễ trao giấy chứng nhận đầu tư cho 3 dự án đầu tư vào khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh của các doanh nghiệp công nghệ Hoa Kỳ. Alliance Telesis là một tập đoàn dẫn đầu về hạ tầng công nghệ cao trên thế giới, cung cấp các giải pháp về Internet cho thị trường thế giới. Đây là công ty có kinh nghiệm lâu năm trong việc nghiên cứu phát triển mô hình cơ sở hạ tầng hiện đại. Vào tháng 9 năm 2016, tập đoàn Alliance Telesis và công ty Cantus Corporation đã có buổi làm việc với Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và ký bản ghi nhớ hợp tác ba bên về dự án xây dựng Viện Nghiên cứu và Phát triển Khoa học Sự sống và Bệnh viện Công nghệ cao tại khu công nghệ cao thành phố. Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân tin tưởng dự án khi triển khai thành công sẽ đóng vai trò quan trọng trong lĩnh vực y tế, đặc biệt trong việc ngăn ngừa và điều trị ung thư tại thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố cam kết sẽ tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp tiếp tục hoạt động hiệu quả, gặt hái được nhiều thành công thông qua đầu mối là khu công nghệ cao. Đại diện lãnh đạo hai bên đã tiến hành lễ trao giấy chứng nhận đầu tư cho 3 dự án, gồm dự án Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Khoa học Sự sống, dự án Green VT Silicon là thiết kế chế tạo vi mạch điện tử tích hợp các loại chip, và dự án iPad Việt Nam sản xuất các sản phẩm, hệ thống kết nối ngôi nhà thông minh, giám sát môi trường, cảm ứng chuyển động, hệ thống vi cơ điện tử MEMS. Lãnh đạo thành phố hy vọng lễ trao giấy chứng nhận đầu tư sẽ là bước khởi đầu thuận lợi cho một dự án với ý nghĩa và vai trò đặc biệt và sẽ sớm thấy các thành quả tích cực trong tương lai, đóng góp vào việc nâng cao chất lượng sống người dân thành phố. Đồng thời, các công ty cũng cân nhắc khả năng đào tạo và sử dụng đội ngũ nhân lực trẻ tài năng với tay nghề cao tại địa phương thông qua các hoạt động cụ thể. Trước đó, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân và đoàn công tác đã có buổi làm việc với công ty Zoom, một công ty hàng đầu trong ngành truyền thông hiện đại, với nền tảng điện toán đám mây, đáng tin cậy, dễ sử dụng cho hình ảnh và âm thanh trong hội nghị. Trò chuyện và hội thảo qua video, qua điện thoại di động, máy tính để bàn và trong hệ thống phòng làm việc. Zoom Rooms được đánh giá là giải pháp hiệu quả khi dựa trên phần mềm được dễ dàng sử dụng trên khắp thế giới trong hội đồng quản trị, hội nghị, cuộc trò chuyện nhóm. Trong ngày, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Lê Thành Liêm đã làm việc với tập đoàn Marvel, một trong những tập đoàn đi đầu thế giới trong lĩnh vực lưu trữ, truyền tải dữ liệu và sản xuất bán dẫn tiêu dùng. Với lợi thế Marvel đang hoạt động khá hiệu quả tại khu chế xuất Tân Thuận từ năm 2013, Phó Chủ tịch Thường trực Lê Thành Liêm mong muốn Marvel sẽ nghiên cứu phương án mở rộng hợp tác giữa tập đoàn và thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể hơn là Sài Gòn Silicon City thuộc khu công nghệ cao thành phố. Phó Chủ tịch Thường trực khẳng định thành phố Hồ Chí Minh cam kết tạo các điều kiện thuận lợi để các tập đoàn và công ty công nghệ tiếp tục hoạt động hiệu quả, gặt hái được nhiều thành công tại thành phố Hồ Chí Minh. Đoàn công tác cũng đã có cuộc làm việc với lãnh đạo tập đoàn thiết kế sản xuất chip hàng đầu thế giới Intel.